Trời mưa bão kiểu này thấy buồn ha cả nhà. Mà mưa quá cũng không làm ăn gì được. Trời mưa bão tối ngày. Phía sau hè nhà Ngân nè mọi người. Trời mưa xong cái nó điệu hiu. Mấy cái con gì nó kêu kìa. Đó. Đang video qua văn nữa. Không phải là lẻo đâu, đang quay video thì nói đang dâm video mà. Thường thường mẹ hay nói sao con nhớ con nói mẹ mà ngày nào mẹ cũng nói con câu y chang đó luôn á, không có khác gì ta. Mỗi ngày mẹ cứ nói là cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngân nha, đăng ký kênh ủng hộ Ngân để Ngân có thêm động lực làm thêm nhiều video mới hơn nữa. Bye bye, cảm ơn cả nhà nha, nhớ đăng ký. Nhớ nhấp vô quả chuông và nhấp vô cho tất cả rồi. Nhấp vô cho đăng ký, nhấp vô quả chuông và nhấp vô cho vô rồi đúng rồi, đưa cái nhà nó nhận được thông báo. Mẹ nó nhanh quá, mẹ hơi nó lắp. Rồi con nói đi. Giờ thì cho ba hết cái miếng thôi, miếng đó với miếng cô đậu. Miếng kia. Chào cả nhà nha. 11 giờ trưa. Hai miếng đó. Cho nó đi nghe về được cho hai trái dừa sáp. Thật ra làm cho ngoại út. Ông gì cha? Ai cũng kêu làm sao? Ông nghĩ á, nghĩ cục kè. Ông kêu ông hả? Bác hả? Sao nghĩa? Sáng. Đọc bài. Đọc hoài mà nó không để. Không để tầm bậy tầm la đi. Này hên xui rồi nha, chứ không biết không có sáng không nha. Ừ, ngon quá. Cái nó là... Nó có dễ dẻo không? À, nạo vô chung cái nước luôn không cha? Thì nào giờ hổm ra chung nước để có nhân tố quay chứ sửa luôn. Phải quay dầm chứ không chị. Dầm nó ngon. Nó làm sao dầm nó ngon sao. Có dầm mà mút mà đang ngon. À biết nữa. Làm cho ngọt. Hên quá. Làm cho ngọt chứ. Mà văn đó là gì? Đó nó văn gì cái tô. Trời ơi nó ngon rồi cả nhà. Cái này không ngon, cái này ngon hơn nữa nè. Cái này không ngon, ngon. Đâu, đặt mẹ ăn đi chứ để về nó tở nó ngon mà. Cái này ăn chắc đủ. Ngon quá trời luôn. À. Cái bổ này nào có bổ yếu à. Cái này à. Trời ơi, cái bổ kìa đàn ơi. Nào lên sao làm được. Cái muỗng này kéo xèo. Đúng rồi. Cái muỗng này. Để gì đựng như lấy cái này chứ. Không, bỏ vô cái tô, chuẩn bị cái tô rồi đó đâu. Lấy cái nước dừa, bỏ vô luôn. Công nhận cái tay con nó không mềm mại thôi, gân không rồi. Quay bên đâu nhìn thấy gân toàn dây điện không cả nhà. Hồi đó giờ vậy á. Bàn tay giống giống cha. Cha bàn tay cha cũng vậy á, y chang vậy. Cái bàn tay mặt của mình á, nó xấu hơn bàn tay tái. Bàn tay mặt của mình nó làm nhiều việc nhiều hơn. Đến đây nào cho nó. Có cái sức. Cái này sắp hơi khô, nó không dẻo bằng cái hôm bữa đặt được rồi nữa. Ăn với ngoại đặt rồi. Này như này nè. Rồi, có khô, tới nhạt luôn rồi. Rồi. Đó. Khô cho anh đem nhiều quá trời. Nhiều đó, trừ mày nhiêu đó. Cho ăn mớ rồi, ăn nhà ăn mớ. Mình có rồi mình ăn không hỏi chứ. Gì vậy, gì vậy? Ai cho đúng không? Ăn ngồi ngon mà. Ăn nào là nguyên một về luôn. Cho nhanh. Hồi dặm xong. Trái dừa làm được 4 ly cả nhà. Dừa 4 ly. Mẹ không uống. Làm cho ông ngoại với bác Sáu với cha. Chứ cho bé Xuân ly cho nó uống thử. Hồi nào giờ nó cũng chưa có biết uống cái này. Bác Sáu bác gì đó nãy cho nói không biết đâu. Dầm cho nó. Giờ này sắp 12 giờ trưa. 11 giờ rưỡi. Cho sữa đặc vô nha cả nhà. Cho sữa vô cho nó béo béo. Cái này không có sữa nó không ngon.
rồi rồi bắt ăn bắt cảm ơn em. Dạ bắt chị dạ. 1:30 trưa rồi cả nhà, bữa nay là áp thấp nhiệt đới nên không có cập nhật thời tiết, không có coi thời tiết dự báo thời tiết mà mẹ ăn nói áp thấp nhiệt đới, mưa bão suốt ngày luôn, mưa từ hồi sớm tới giờ. Chú ơi giờ tới giờ nó kiếm con kìa. Cưng quá lạnh quá trời, nắng nó cũng chạy vô mà mưa quá nó cũng vô nữa nè, cưng quá ôm cho buồn ngủ luôn. Trời mưa bão tối ngày, trời này không có làm gì ra tiền đó nhà ơi, ở nhà nấu khoai lang ăn, nấu khoai lang khoai mì củ chuối rồi ăn. Trời này ở nhà ăn chứ đâu có làm được gì, khổ vậy. Giờ đi ra ngoài sao biết, nấu khoai lang ăn nè cả nhà. Đây là một nồi khoai lang. Mà cái nha ăn xong rồi để chị không lấy ra chưa chín bắt đầu mà nấu khoai lang sống rồi. Ăn khoai lang sống mà là tối nay vô mùng thả bơm vô con xu. Nó hưởng này có 4 củ rồi cả nhà, chưa cỡ chín chưa cả nhà, thấy hết hồn chưa, một nồi khoai lang chà bá lửa mà có 4 củ nè. Chín rồi, sơm nó chín rồi. Nhưng mà sao nó nghe cái vị nó sực sực ta. Sơm nó sơm chín rồi. Nó thấy nấu lâu nãy giờ mà kìa. Không phải sơm, sơm có nó mềm hay không? Sơm rồi. Mềm hay cơ cứng? Ui da, cái cứng rồi chưa? Pháp. Không, chưa cứng rồi chưa nha, con hỏi trục trời. Ồ, chăn chút luôn đi. Ừ. Tao nấu lâu rồi mà ta lửa này nó lâu. Chút đi. Đậy nó đi, ăn sụt sòn sực sực, dở dở luôn, khó chịu lắm. Khoai lang bản chất ăn đã ấy rồi mà còn ăn còn sống nữa, ấy thêm nữa. Chụm vỏ dừa hết củi chụm mày, trời mưa quá không có chụm củi, không có củi chụm. Trời này lạnh lạnh ngồi ngay cái bếp củi sưởi ấm, vỏ dừa chụm vỏ dừa ăn dừa hết cái mình phơi khô mình để làm củi mình chụm. Nó để cho nó chín thiệt chín luôn cả nhà. À, nãy chút xíu nhào đậu đây rồi. Đi cái đường này nó mơ rồi. Dập té dập mặt à. Thế cái là hả hả dở lên hả họng ra không còn cái răng á. Mưa nữa cả nhà ơi, hết rồi luôn. Chỉ mưa nữa. Mưa tối ngày nay luôn, hồi sớm giờ mưa ổng mưa mấy chập á, bây giờ ổng tạnh tạnh bớt, hồi nãy mưa lớn lắm. Tháp nhiệt đới à, kiểu này ông cứ mưa xong tạnh tạnh xong mưa ông làm hoài vậy chứ không có được cái ánh nắng, không có hé nắng. Ông ngoại nãy uống nước trà với cậu hai với bác sáu với cha rồi xong rồi mọi người đi về hết rồi, người đi về nhà còn người thì đi nhậu. Trời này chỉ có nhậu rồi ăn rồi ngủ chứ đâu có làm gì. Ở quê đến ra cũng sướng ha, làm thì không có tiền thiệt. Không có giờ bằng ai nhưng mà sướng, nói về việc cái mức độ sướng là nó sướng hơn. Nhưng mà đi làm mà không có tiền rồi lấy gì mà mua đồ ăn, rồi lấy cái gì mình mua đồ mình thức rồi ra giường đào củ chuối ăn. Không nó ăn củ chuối hoài hả? Ừ, thấy rau rồi sắc chuối ha, sắc chuối giống như cho vịt ăn hay bầm mà trộn cám vô. mẹ ăn vậy mẹ tu ra rồi, ta kêu là không có tiền ăn cám đó là vậy đó. Đi hút cám mà ăn ý là vậy đó. Mẹ đi cái đường này mẹ té là con cường. Kệ con cười kệ con. Mẹ cái đầu của mẹ bị gì u với con. À, hồi nãy một bụng bự dữ lắm luôn, mẹ mới nặng á. Cái già luôn, nổi lên chứ đừng lớn. Hôm xưa mình thấy nó mềm rồi, nó hồi nãy nó còn sực sực. Mà bây giờ nó mềm mềm xùi mềm mập đó. Còn nãy nó còn sòn sòn. Nấu khoai lang ăn cho nó đỡ buồn miệng bữa trưa cả nhà ơi. Chút rồi mình dọn đồ ăn giặt ra mình ăn nha. Trời ơi mưa gió quá, không biết làm gì, nấu khoai lang ăn giặt cả nhà ơi. Trời mưa bão kiểu này thấy buồn ha cả nhà. Mà
tại nắng quá mình cũng la sao nóng quá, mà trời mưa mình cũng mong trời mưa, mà mưa quá cũng không làm ăn gì được. Ôi ngọt quá, khoai lang sữa cả nhà ơi, cái này con mua trong chợ 20.000 ký nè. Bữa hổm nấu chè chuối ăn cái còn 4 củ, bữa hổm nấu cũng cỡ nửa ký. Trời ơi, thơm phun phức mùi khoai lang. Trời ơi, hỏi con chết luôn mà nó không cháy. Thôi, hỏi cái bãi khói, hơi khói lên người mình mua khói luôn mà nó không cháy. Xuống đặng bắt cái ấm nước lên á, đặng sẵn rửa hang nè, đặng có nước nóng hồi xuống nó có tắm tắm cả nhà, hôm nay mưa hơi lạnh cho bà tắm nước nóng chứ không có cho tắm nước lạnh. Rồi giờ mình đun khoai lang lên vô trong nhà mình ăn nha. Người gió quá không biết ăn gì cả nhà, nên nấu khoai lang ăn cho đỡ buồn. Chứ hồi xưa có khoai lang ăn là quý lắm chứ không phải như bây giờ mình nói khoai lang là bình thường ha. Chứ hồi đó, hồi xưa mà có được củ khoai lang ăn vậy là quý lắm á cả nhà. Cái lúc mà thời mà khổ, thời hồi xưa mà không có lúa gạo ăn á, trời ơi khoai lang, khoai mì rồi gì đó cả nhà. Cái gì? Bo bo hả? Nó không biết bo bo nhưng mà nghe mấy người xưa kể lại hồi xưa mà đói ăn bo bo. Nó cũng không biết bo bo là gì nữa, thời lên thì nó không biết, nghe kể là thôi. Chứ được có khoai lang vậy mà ăn đâu, trong vắt luôn. Khoai lang sữa, không có bột, ngọt, mềm. Cà phê vừa sáp với sữa đặc. Để tủ lạnh nó đặc quá, nãy quên lấy ra ngoài. Ôi trời, làm clip mà nó nhiễm từng giọt sữa đặc vậy thì chừng nào mới xong. Sữa đặc á, làm cà phê sữa, rồi có dừa sáp, rồi có khoai lang nè, rồi có đồ chua nè, bánh mì nè. Cái gì? Rồi đủ thứ hết. Cái gì đồ chua? Thôi mẹ dọn cái món đồ chua này ăn. Mẹ ăn bánh mì chấm sữa mà ăn. Ừ, ăn cho nó đã. Nghe nhà ăn có gì con dọn lấy, buổi trưa buồn miệng. Dọn ăn giặt chơi cả nhà ơi. Giờ cũng xế xế chứ cũng không hẳn là trưa, giờ 2 giờ chiều rồi. 2 giờ xế rồi. Rồi cà phê kẹo ngon hết sức không? Cà phê kẹo nha. Lại để cái hộp sữa trong tủ lạnh cho nó hơi đặc. Mời cả nhà ăn giặt bữa trưa với hai mẹ con. Hai con ăn nha. Ăn bữa trưa cũng không có gì đặc biệt hết trơn cả nhà. Buồn miệng rồi cái nấu khoai lang chấm muối ăn chơi với có trái xoài. Xoài thêm trước cửa hết. Mà nó rụng ngày hôm qua mẹ Ngân lụm vô tưởng nó hư ăn à, Ngân gọt ra thấy còn tươi ngon quá trời luôn. Cái xoài cốc nhỏ xíu à, xoài Đài Loan, cà phê sữa với một ly dừa sáp với bánh mì chấm sữa nè, con ăn thử này, dừa sáp thử con ăn được. Cho bé Xu ăn thử dừa sáp, ăn bánh mì chấm sữa, khoai lang. Có trái cam cũng gọt vô nè, với lại bưởi cả nhà. Nói chung có gì con dọn hết nè, ăn đỡ buồn bữa trưa. Sắp qua giờ chiều rồi, cứ nói buổi trưa hoài, giờ 2 giờ rưỡi chiều rồi, lê quay nãy giờ 2 giờ rưỡi rồi. Mẹ con mua hai bánh mì hồi sáng giờ, cái Xu nó dậy ăn cơm, dắt sáng ăn cơm, nó nấu cơm á, ăn kịp, cơm sáng hay hai bánh mì còn để lại tới giờ hai mẹ con ăn, có ăn được không? Thấy chưa? Thôi nãy anh chảy đầu con, đó trời ơi, mình chảy cái đầu cho, ăn đi, cho mày ăn đi. Ngủ sủi cho ăn xong rồi chút thì tắm sớm nha. Đau. Con ăn được không? Ngồi cho con á. Dừa sáp ăn con, có. Không phải dễ gì kiếm dừa sáp mà có ăn đâu nha con. Ông ngoại đem về thì với người ta cho với chợ Vinh mới có. Như là dừa sáp nó mắc lắm nha nhà. Có khi nào mình bỏ tiền ra mình mua ăn đâu, cho mấy 200.000 cái. Buồn quá. Ăn thì cũng không có gì. Mà người quay thì cũng không có ai, có hai mẹ con ngồi cho họ.
mà còn thêm cái vụ hát hát nhạc á, cái đó mình không nói cho được cả nhà. Hai mẹ con về vô đây nãy ở ngoài tự nhiên mới vừa dọn ra, là lúc trước á, lúc trước khi dọn ra là người ta hát một chặt rồi, ở phía bên sông á người ta mở nhạc thì hát theo kênh chặt rồi, thì nó cũng chờ, cũng ráng chờ cho hết nhạc đặng dọn ra. Mới vừa dọn ra cái gột chưa kịp ăn nữa, giờ dọn vô ăn hết vô rồi nó mất tinh thần đồng đội nản chí. Tại trời mưa trời gió nè, mọi người đâu có đi làm công chuyện gì được, ở nhà ca hát giải trí cho vui. Đúng, vui vui. Ai kêu cái nghề của mình làm nó nghịch đời làm chi, mình gán mình chịu chứ đó mình không nói được nha, để mình nói gì thì mình nói quá mình bị gắt. Rồi rồi karaoke mình đấu người ta luôn đó, ai ai karaoke lâu hơn đó. Mình hát sách cái lo đó, hai con mình ra trước đường hát đi. Kéo kéo à. Ăn xoài mà cái nhà ăn xoài chấm ớt à. Bà ngoại ngoại đi đâu tôi sắm tên rồi đi về, chứ không biết thấy hai bà cháu đâu rồi, đóng cửa rồi mở cửa ra thấy tại đất ơi hết hồn. Ăn khoai lang chấm ớt. Ngon lắm. Người clip giải trí cho vui đó nha. Em cũng bình thường. Lúc nào em cũng nói vậy chứ. Rất thoảng ngon à. Giòn à, chua. Chua đậm chứ không phải chua, chứ không phải chua bình thường. Mà không gầy tự nhiên cũng thèm ăn được chua, ăn thèm ăn xoài. Đây là có bầu. Chắc có bầu. Nói thêm chút nữa. Nói chè hình gái. Còn phải có em không? Để em đưa cho con những em nha. Xuất sơn sống mình rồi hả? Mà không có em chơi hơi buồn. Mình ăn vào chua trước đi, rồi hồi mình ăn đồ ngọt. Chứ mình uống cà phê sữa xong mình ăn xoài vô hồi mà muốn chua đó. Không thể là ăn nổi. Nhưng mà ăn qua ăn lại hồi đâu cũng như đó. Nó cũng dính chưởng mà. Hồi hỏi cũng dơm cũng có bưởi nữa nè. Ăn thử dữ. Để khoai lang sát sát cho cả nhà thấy rõ. Để khoai lang ở trong cũng khúc. Tại cái này khoai lang với bánh mì là chính nè. Thầy thêm dừa sát nữa. Đây là sữa nha con. Cảm ơn nha. Đây chứ đây là cái gì? Ừ, sữa. Ngon. Muốn ớt ăn rõ. Rồi hồi nãy một muỗng ớt để nhiều ớt á mà chấm hao kìa. Bây giờ giờ đứng ăn luôn à. Chắc rồi về đó, nghe cái tiếng gì vậy. Một cặp á hả? Một gì mới bỏ cửa. Mình được thương mà ăn được sao? Ủa sao đóng cửa rồi? Mình đóng hết luôn à. Không có chỗ đâu. Ừ, quay về nhìn cả nhà nhìn ngon thấy chóng mặt quá ha. Mà cả nhà ăn bánh mì. Bữa trưa mình ăn giặt thì cũng ngon cả nhà. Bánh mì chấm sữa. À, mình không chấm sữa. Mình cắt bánh mì ra. Cắt miếng miếng ra. Mình nhúng với hộp vịt hộp gà cũng được nữa. Không cần nêm nếm. Bỏ dầu, bắt cái chảo dầu lên chiên. Xong mình rắc đường lên. Ăn cực kỳ ngon luôn. Ăn giặt. Hoặc là xịt thêm tương ớt vô. Không cần rắc đường mà chịu tương ớt cũng ngon. Tương ớt ngon hơn. Ừ. Tôi cứ phải ăn tương ớt. Nhiều khi con buồn miệng tôi còn lấy bánh mì. Bánh mì không chấm tương ớt mà. Con rắn thử là ăn đi. Rồi. Ngon. Con thích nào hơn? Cho bánh sữa hơn. Bánh sữa đậm đà hơn hả? Nhưng mà đậm bánh sữa không cần có đá, mình pha thêm vô trong đây nó kẹo nên là mình chấm ăn cũng ngon. Ừ. Nhưng mà pha ra thì nước đá nó ra nó lỏng bớt à. Ăn con hả? Nào con ăn thấy sao? Con nấu cảm nhận như mẹ bếp mà con thích nó lỏng, thích con nấu đại nó là ngon hay lỏng ngon nó thì mẹ bếp. Con ăn miếng dừa đi, mà múc miếng dừa lên ăn. Cái này phải có đậu phộng á, đậu phộng rang bỏ vô ăn sao bị cảm nhăn nhăn ta thấy không ổn hả? Ừ, ngon. Con đâu có ăn mấy cái gì. Nó là con thích hay là không thích hay là bình thường?
ăn cũng được, không ăn cũng được hả? Còn không có thèm không? Không thèm hả? Tẳng thôi. Rồi cái nào? Cái này không có gì hả? Không biết. Rồi mà lấy này mà uống hết là con chịu không? Không. Không hả? Rồi còn cái này mà lấy này mà uống là con chịu không? Được hả? À, vậy là không phải. Mà con không biết, không biết diễn tả biểu cảm nè. Khoai lang nha con. Ăn khoai lang. Tối ngủ có chung mà xì hơi. Tối nặng không? Ăn khoai lang tối này mẹ vô trong phòng, mà chụm mền lại. Chụm mền lại có con trong đó nữa. Ôi. Cho mẹ ơi, vừa mẹ. Mà đâu có làm gì đâu, mẹ chỉ nói tụm mền thôi mà. Mình có con trong đó nữa. Tôi có biết mày làm cái gì rồi đó. Thì tự lạnh hay mày con tụm mền thôi chứ mày nói gì đâu. Cũng biết ý của mẹ, mày đừng có xạo luôn mẹ ơi. Mẹ làm gì? Lên mẹ thả bơm. Đúng rồi con gì. Ngọt trong, mịn, dẻo. Ngon, con ghiêu. Ăn ngay ăn vừa sáp đi, ăn tốt không? Ừ. Nó dẻo dẻo lắm nha. Cái vị y như vừa nước vậy. Nếu có cái là mình bỏ sữa vô thì nó có cái vị béo của sữa, nó cộng thêm vô. Với cái nước kẹo kẹo của dừa sáp á. Mình bỏ thêm sữa, ủa bỏ thêm bò họng vô nữa không? Không có cái sữa sao mà ăn xoài thử cho nó ra cái vị gì nha cả nhà. Xoài thì chấm bớt khô. Nó vẫn chua như thường. Nó còn chua hơn hồi nãy. Tao có còn cái sữa ngọt á. Hồi xưa nó mà ăn thời vô cái nó nghịch. Nó đói đầu. Thời ơi nó tôm thêm cái vị chua. Ngon. Ăn nó thấm thế bị sợ luôn tại. Mà nó không ra luôn. Có là buồn quá ha, mà con mình đã buồn nó quay clip cũng buồn lắm. Hỏi chắc tắt video sớm. Không biết sao không có chuyện gì nói nữa. Rồi thương nó cũng buồn á, các bạn quay clip cũng buồn hiu. Nhưng mà chồng có gì mà con cười đấy, bố nó cũng muốn cười đấy, mắt cũng lấy cười vậy. Ừ, con nói gì con cười, nói gì cho mẹ mắc cười coi. Ơi, con mắc cười con ăn hết nữa hả? Trời đất mẹ ơi. Gình gình nãy giờ phải ăn cứ móc cái bụi tốt hợp luôn. Không nhận thiệt. Gái có hiếu dễ sợ. Bà già bà đừng ăn ruột để tôi ăn chứ không? Bà cái vỏ đi bà già đi. Chứ là mẹ nói chứ con không có nói nha. Con con đâu con ghét nhất là ai gọi ba mẹ của mình không được. Nó ruột ra rồi ăn nó mỹ dây nhắc này. Không có mùi lai nữa. Rồi ăn miếng bưởi nữa cả nhà rồi kết thúc video cả nhà buồn quá. Nội dung không hay. Nghe đừng buồn nữa. Mà bữa video dài cắt mở mưa bão để nó áp thấp nhiệt đới ngon lên làm clip biết rồi nó không có cập nhật tình hình gì đâu, không ra Facebook cũng không lên luôn, đăng có đăng thì có nha, đăng xong rồi để đó ai coi coi ai like cũng like thôi, không có lên Facebook coi luôn, lo sửa clip miết mà bữa giờ nó không có lên Facebook mà không có lên YouTube coi luôn, ngày nào cũng lo sửa clip rồi đâu có thời gian đâu coi, có bữa hồi trước thì ngon ít làm clip thì ngon còn coi thường. Mình coi nhiều mình cũng có nhiều ý tưởng nữa. Cái không có thời gian coi cứ làm qua làm lại cái nội dung nó bị trùng lặp. Nó bị không hay. Mà. Buồn quá. Thôi rồi giờ thôi đừng buồn nữa. Tắt video. Buồn thôi em thôi. Thôi nói chuyện cô bye bye kết thúc video cho mẹ. Tập lần cuối rồi nữa mình nữa làm diễn viên. Mình mất miếng. Mà cả nhà ăn miếng ăn nha. Nãy mẹ lười biếng. Là để nguyên dĩ đúng không? Phán vàng cái họng. Một miếng dưới chưa? Trời ơi. Ngon lắm. Ngon con à. Dẻo hơn. Kết thúc rồi đây. Cảm ơn ông bà cô chú đã xem video của mẹ con. Đăng ký kênh ủng hộ mẹ con để mẹ con có thêm động lực làm nhiều video mới. Con nghĩ gì con nói đó, giống như là con làm một bài tập làm văn ở lớp, trong lớp con vậy đó.
Thu làm văn hay lắm đó cả nhà. Đến bữa nào con rảnh con đọc mấy bài văn mà Thu tả ba mẹ cậu ông bà rất là hay, hay lắm. Cái câu văn nó đọc rất là hay và bài văn rất là suôn sẻ, không có bắt lỗi một cái chữ nào được hết. Nó giống như là một cái bài văn chuyên nghiệp vậy, không phải thân mỏ đâu. Người lớn mà nghe nó nói còn hay. Con nói đi, nói đi. Cho con tự do, nó không muốn nói gì con nói. Mày thấy được thì mày để, không được thì mày cắt, không có sao hết, không có gì áp lực hết. Con còn nhỏ, ông bà, cô chú không có trách con. Ngồi ngay thẳng lại, để mình tỏ vẻ mình tôn trọng người khác, đúng không? Mình đừng có ngồi ẹo vai hay là gùng cái lưng xuống, cái mốt của con gù lưng luôn á. Rồi, thẳng lưng lên. Một phát bạc. Chào cơ. Một phát bạc rồi, bắt đầu, nói. Nói cái gì? Con kính thưa ông bà, cô chú và các bạn, hôm nay là ngày chủ nhật. Là ngày hai mẹ con ngảnh gửi. Yeah. Mẹ con nấu khoai lang cho con ăn. Nói đi. Nói hồi mẹ nói xào á, tới mẹ quăng miếng rồi đó. Rồi nói, giống như là con đọc diễn văn trong lớp vậy đó. Con tưởng tượng như thầy hiệu trưởng đang đọc bài diễn văn ở trên sân khấu ngày khai giảng hay là ngày kết thúc năm học gì đó. Kính thưa ông bà, kính thưa ban giám hiệu nhà trường, kính thưa quý phụ huynh, mày tới nữa rồi đấy. Hôm nay mày nói đi, cái thôi mày nói nữa, mày nói đi, mày dành nói với con hả? Mày nói đi, rồi mày không nói, rồi mày nói đi, mẹ bắt cái cho con nói, nói đi, mày nói gì mẹ nãy vậy? Dạ kính thưa. Mày nói đi, nói cái gì? Thì con kết thúc video. Nói đi. Con nói cái gì? Thì con kết thúc video cho mẹ giống như nãy mẹ dạy con đó. Nói gì? Thì giống như giờ thì bữa nay là ngày kết thúc năm học. Ngày tốt nghiệp của con đi. Nhưng mà con có bao giờ lên sân khấu con nói đâu mà con biết. Thì bây giờ là mẹ đang huấn luyện cho con đi, để mốt con lên con đọc bài thuyết trình rồi này kia, con phải mạnh dạn lên chứ, con mốt còn ngày còn lớp rồi. Con học lớp lớp rồi con phải nói quen sân khấu, bây giờ không có trên sân khấu nhưng mà bây giờ con nói trước màn hình nè. Nói là mày ghê nè, cái này mới ghê hơn lên sân khấu nè, nhưng mà nó không có hồi hộp bằng lên sân khấu, nhưng mà mình nhiều người coi hơn. Mấy cái này còn hồi hộp đi sân khấu nữa. Rồi con nói đi. Nó cái gì đâu. Mày chờ nó. Trời ơi nó rồi. Rồi thì con tập nói đi. Rồi nước mắt nó rớt rồi. Nói đi, nãy mà mày cười. Mày cười nãy giờ, mày cười cái gì? Tự nhiên nó mắc cười. Nó chạm cho cười. Nói con muốn nói gì? Ừ, thì con nói, mày đang chờ con nói nè. Đổ đầu thẳng lên lên. Thì đi, cái thơ ông bà của chú. Nói đi. Rồi thẳng lên lên nè Hoàng. Nhìn như màn hình nói. Tự tin lên. Giống như là bây giờ là con đang diễn một cái vở kịch gì đó. Giờ đạo diễn bắt diễn. 2, 3, diễn. Rồi đang video qua văn nữa. Đang quay video. Không phải là lẻo đâu. Đang quay video. Thầy nói đang văn video. Nó nói đi nhanh đi con. Không có lẻo lẻo. Hồi ngoại nói nó mày liệu mà nó bậy nữa vậy. Đâu trời ơi, thấy ghê quá à. Hoài nhắc ba người ta thật. Lại nhắc ba mà.
Ông Khoai Lang bạn ơi. Ông Khoai Lang không? Hả? Về gà đẻ con trứng để ăn đi. Dạ, cảm ơn Mốt nha. Chiều luôn. Ơi, xịn sò với người ta uy tín nó mới được cho nè. Hả? Gà đó mua với số 2 tấm luôn đó. Gà, gà so thôi. Đi đâu vậy mắc mưa vậy? À giờ đi nhậu hả? Thường thường mẹ hay nói sao con nhớ con nói mẹ mà ngày nào mẹ cũng nói con câu y chang đó luôn á, không có khác gì ta. Những ngày mỗi ngày mẹ cứ nói là cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngân nha. Đăng ký kênh ủng hộ Ngân để Ngân có thêm động lực làm thêm nhiều video mới hơn nữa. Bye bye. Cảm ơn cả nhà nha. Nhớ đăng ký. Nhớ nhấp vô quả chuông và giúp chị cho tất cả rồi nhấp vô cho đăng ký, nhấp vô quả chuông và giúp chị vô 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 cả. Rồi đúng rồi. Cả nhà nhớ nhận được thông báo. Mẹ nó nhanh quá, mẹ hơi nó lắc. Rồi con nói đi. Mẹ lặp lại cho con rồi còn gì nữa. Con là người thông minh, con nghe là con lướt qua là con biết rồi. Nó học nhanh thuộc bài lắm cả nhà. Cực kỳ hay luôn. Vừa học bài, vừa coi phim, vừa nghe nhạc, vẫn học thuộc bài. Không có cần phải im lặng. Người ta học bài là người ta phải tắt hết tivi, tắt hết nhạc này kia, im lặng người ta mới nhớ bài nghe, còn bả là không cần. Nghe nhạc càng nhanh thuộc bài siêu đẳng luôn. Chiều rồi đó. Tới cơm chiều rồi đó. Đã có suy nghĩ là tới cơm chiều rồi. Thẳng lên lên đàng hoàng. Dạ kính thưa. Mày bớ nữa nha. Ủa con đi làm mà con còn phải đứng trước đám đông để con nói chuyện. Rồi con đi làm, đi học cũng vậy. Không có, bây giờ là con ngay tập, ngay từ buổi bây giờ. Càng ngày con càng lớn, con sẽ mạnh dạn lên. Mình tập làm sao để cho mình mạnh dạn trước đám đông. Trước tiên là bây giờ là con học làm YouTube với mẹ. Để con nói chuyện nó mạnh dạn hơn. Hiểu không? Con hiểu không? Mình phải tập trước. Ở đây là không có người nào nè. Mình nói lắp thì mình cắt mình nói lại được. Còn con đi lên trên sân khấu con nói lắp là người ta đã ghi nhận ở trong đầu của người ta rồi. Làm sao mà con cắt được mà con nói lại được, đúng không? Bây giờ mình phải tập ngay từ lúc bây giờ. Cảm ơn bà cô chú, anh chị và các bạn. Con tưởng tượng trên camera là một người bạn của con hay là một người quen, người thân nào trong gia đình của con. Rồi con nói vậy đó. Nói mẹ thương con vàng, mẹ yêu con vàng. Nhất là tập cho con làm quen, đúng không? Sao này con lớn con không bỡ ngỡ. Đi ra ngoài con không có thua ai, thấy chưa? Mình không có nhút nhát. Mình đi ra mình đám đông mình mạnh dạn hơn. Mình nói mình quen rồi. Nhưng mẹ thương nha. Lớn là ngại lớn rồi. Mình 12 tuổi rồi, mình 11 mình sắp thành thiếu nữ rồi. Mẹ càng lớn càng ngại không, bây giờ nói thì tập nói. Giờ con nhỏ con dễ làm quen hơn. Từ từ con quen. Nếu như hồi nhỏ con hay nói đó, con mời ông bà có chú ăn cơm. Mình là đó rồi. Bây giờ con không nói là con mốt con lớn là con không biết nói nữa. Mày con nói không được mày cắt mày làm lại. Chứ mẹ nói vậy đó. Mẹ nói. Thì từ bình thường mẹ nói, mẹ con hồi đó mày làm YouTube mẹ phải tập biết bao lâu mẹ mới nói được. Chứ phải mới mẹ nói được liền đâu. Con nhớ hồi đó mẹ nói chuyện mắc cười không? Lúc con mới làm YouTube con đâu có nói được đâu. Mình nói giết mình mới quen. Bây giờ con nói mà con không quen. Con không nói được. Giờ mình nói mẫu. Nãy mẹ nói rồi, mẹ nhảy con rồi đó. Mẹ con nói vậy nè, là video của mẹ con đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà cô chú và các bạn đã xem video của mẹ con. Mong ông bà cô chú, anh chị và các bạn ủng hộ video của mẹ con bằng cách là đăng ký kênh để cho mẹ con có thêm động lực làm thêm nhiều video mới hơn nữa. Con nói được một lần cái con có cái đà con quen rồi, mong muốn con nói được rồi. Chỉ cần một lần duy nhất thôi, không cần lần thứ hai. Là giống như là con mở khởi đầu trong cái suy nghĩ trong đầu của con, mở mang cái cách ăn nói của con. Làm sao cái con có tự động, con có kinh nghiệm là con nói được. Xin nhắm. Xin nhắm. Mình đang chờ con nha. Nói được hết. Nhớ được hết á. Con nhớ với bạn con tầm ngàn tỷ chuyện. Nhưng mà mẹ nhờ con có một chuyện. Nhưng mà nói. Thì nó khác. Nhưng mà con nói đây giống như nói chuyện với bạn con đi. Nên là bạn hết à. Con tưởng tượng. Con tưởng tượng nha. Nói đi. Cũng bình thường giống như là con bình đẳng đi, con không có gì phải nhút nhát. Phía sau hè nhà Ngân nè mọi người. Trời mưa xong cái nó điệu hiu. Mấy cái con gì nó kêu kìa. Nó kêu ngổ hả? Phải con ếch không cả nhà? Bây giờ là 6 giờ 15 chiều rồi. Như sắp qua tối luôn rồi, 6 giờ 15 tối á. Bây giờ thì
Ngân chuẩn bị nấu canh cho bé Xuân cơm, mới bẻ mấy cọng bồ ngót vào đó cho bé Xuân, với cọng mấy cọng bồ tơi vào đây nè, nấu canh cho bé ăn chiều. Chưa có ăn, hai mẹ con mới tắm xong, mới tắm rửa xong luôn, chưa kịp xếp tóc nữa nè. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngân nha. Hai mẹ con giỡn giỡn nãy giờ, cuối cùng bé Xuân nó cũng không có chịu nói. Nói chuyện cho đã đợi hồi hai mẹ con gây lộn cả nhà. Ngân với bé Xuân làm như kiểu như khắc khẩu vậy. Nó nói hồi hai mẹ con gây lộn xong mà tan rã luôn. Còn nguyên cái bàn ê hề mà ngoại tự dọn luôn. Mắc cười, hai mẹ con nói chuyện cho đã đợi hồi hai gây lộn xong mà tự tan rã luôn. Tan rã xong mà bỏ nguyên cái hiện trạng hiện trường đó luôn, xong mà ngoại dọn dẹp làm. Bực quá cái Ngân đi ra góc, Ngân ngồi với Xu vô mụn ngủ. Người thì không chịu nói, còn người thì muốn con nó nói đặng cho nó quen, để mà mốt nó lớn nó không bỡ ngỡ. Mà nói hồi cũng không chịu nói, cái hồi gây lộn luôn. Trời ơi, hai con chim nó đang làm gì trời? Hai con chim nó đang đua trên cành kìa, nó đang mớm mồi cho nhau kìa cả nhà. Đáng yêu chưa? Trời ơi, có quay phim mình mới phát hiện là hai chú chim nó đang mớm mồi cho nhau. Cưng quá. Đang hôn môi hay là mớm mồi? Hôn môi. Tí tưởng tượng rất là phong phú. Giờ này là chim chuẩn bị bay về tổ rồi. Bye bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngân. Rồi bây giờ vô ăn uống xong rồi xử lý tiếp. Không có lúc nào nghỉ ngơi hết trơn á. Chỉ trừ lúc mà tối ngủ thôi. Không xử lý thì cũng quay clip à. Trời mưa xong mát mẻ quá trời.